Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Home Cooking Discovery. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn món nộm gà xé phay hay còn gọi là gỏi gà rau răm. Mình đã chuẩn bị 1/2 con gà, mình dùng gà mái cho thịt mềm, ngọt và ngon. Về phần nguyên liệu cần chuẩn bị như sau: nước lọc, 1 muôi lẩu, đường kính, 1 muôi lẩu, nước mắm, 2/3 muôi lẩu, bột canh, 1 thìa cà phê, nước cốt chanh, 1/2 muôi lẩu, giấm, 1/2 muôi lẩu, sốt chua ngọt, 1 muôi lẩu, ớt sừng, 1 quả, cà rốt, 1 củ, hành tây, 1 củ, gừng 1 nhánh, hành phi 30g, lạc rang 40g, rau răm, húng bạc hà và lá chanh đủ dùng. Trước tiên mình đi luộc gà, vì luộc gà hơi lâu nên mình làm trước. Trong lúc luộc gà thì mình sẽ đi chế biến các nguyên liệu khác. Bạn chuẩn bị một nồi nước vừa đủ, cho thêm một chút muối, gừng đập dập và vài lá chanh cho thơm. Các bạn nhớ đun đến khi nước sôi thì mình giảm bớt lửa để khoảng 10 phút thì tắt bếp. Đậy vung nồi để cho gà chín. Để thái hành tây thì mình cần chuẩn bị một bát nước đá. Phải cho thật nhiều đá để khi ngâm hành tây mới hết được vị hăng của hành. Bổ đôi củ hành tây bỏ đi phần gốc lõi cứng, mình thái nhỏ và mỏng cho dễ ăn. Ngâm hành tây đến lúc nào đá trong bát tan hết mới thôi. Giờ mình đi hòa nước sốt để trộn. Đầu tiên mình cho phần nước lọc đã chuẩn bị trước, rồi cho muối và đường khuấy đều đến khi tan hết. Tiếp theo cho nước mắm rồi nước sốt chua ngọt. Cho nước cốt chanh và giấm. Các bạn có thể sử dụng nước cốt chanh hoặc giấm không thôi cũng được, chỉ cần chủ động tăng lượng lên cho phù hợp. Cà rốt mình mang ra bào sợi, dùng vừa đủ không cần nhiều quá các bạn nhé. Nhà mình có trẻ nhỏ nên mình không dùng thêm ớt cay, các bạn có thể cho thêm sẽ giúp món nộm được ngon hơn. Chanh thái sợi càng nhỏ càng tốt, cũng nên dùng lượng vừa phải, dùng nhiều ăn sẽ bị đắng. Phần rau răm cùng với húng bạc hà mình sẽ thái rối. Nhưng các bạn lưu ý thái dài, không thái nhỏ quá thì trình bày nó sẽ xấu, không được đẹp mắt. Sau khi luộc chín vớt ra để nguội rồi mình tách riêng phần cánh và phần đùi.
tây sau khi ngâm tan hết đã hành chuyển sang màu trắng là đã hết hẳn. Mình cho một nửa phần nước sốt vào trộn đều cùng cà rốt và ớt sừng. Các bạn lưu ý nên dùng đũa và thìa trộn, tránh bóp tay hành và cà rốt sẽ bị nát. Sau khi trộn mình để khoảng 5 phút cho hành ngấm nước sốt. Sau đó mình cho phần thịt gà đã xé, lá chanh thái sợi, rau răm, húng bạc hà và nửa phần nước sốt còn lại vào tiếp tục trộn đều cho ngấm. Trình bày mình làm bình thường, không cầu kỳ, để cho kịp bữa tối của cả nhà. Nếu có thời gian hơn, các bạn có thể chăm chút đĩa hoa trình bày cho món ăn thêm bắt mắt. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hữu ích hãy đăng ký kênh rồi cho mình một like và để lại bình luận góp ý để kênh ngày càng được hoàn thiện hơn. Chúc các bạn sức khỏe và thành công.